Chương 1021. Sáng hôm sau, Kim Bảo đã tốt hơn nhiều. Nó đã có thể ăn uống được. So với dáng vẻ ốm yếu của tối qua thì nó như biến thành con chó khác vậy. Xem ra nó đã không sao rồi. Nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng chúng tôi từ tối qua cũng có thể đặt xuống. Con chó nhỏ này cũng đã đi theo chúng tôi mấy năm. Mặc dù ban đầu nuôi nó là do quan hệ với Hàn Cận, nhưng bất kể là nuôi mèo hay chó gì, thì một khi đã nuôi rồi liền không nỡ bỏ nữa. Sau đó chú Lê nói với chúng tôi, Kim Bảo ngày đó bị bệnh có lẽ do đã hít vào quá nhiều thi khí. Giác quan của chó nhạy cảm hơn của con người rất nhiều. Đối với chúng ta, mùi đó không hề gì, nhưng đối với nó thì đã là rất kích thích. Từ đó về sau, tôi không dám mang Kim Bảo rời nhà quá bán kính 5 cây số nữa. Sau 2 tuần, Bạch Kiện mời tôi và Đinh Nhất một bữa cơm. Anh ta nói, vụ án của Ngũ Hân đã kết thúc. Toàn cục cảnh sát bọn họ không bị rắc rối gì nữa. Hơn nữa còn được lãnh đạo cấp trên khen ngợi. Tôi nghe vậy buồn cười, nói, cấp trên khen ngợi các anh liền khen ngợi tôi. Đó là dĩ nhiên. Lần này không có cậu và Đinh Nhất hỗ trợ, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Ngũ Hân đúng là không phải kẻ bình thường. Bất luận thân thủ hay chỉ số thông minh đều không thể đánh giá thấp. Bạch Kiện thành thật nói. Bởi vì Bạch Kiện tha thiết mời chúng tôi một bữa tiệc lớn, nên chúng tôi chọn đi ăn buffet ở hải sản Đế Vương 499 tệ một suất. Đoán chừng chúng tôi ăn bữa này, Bạch Kiện phải đau lòng mất nửa năm. Không ngờ chúng tôi chọn địa điểm ăn buffet đắt như vậy mà Bạch Kiện còn mang cả viên mục giã đi cùng. Xem ra anh ta đúng là vừa ý thằng nhóc này. Nhưng Bạch Kiện lại thừa dịp thằng nhóc kia đi lấy hải sản, nhỏ giọng nói với tôi. Anh chàng này cái gì cũng tốt, nhưng lại không hòa hợp với mọi người. Cậu nhìn ngoài mặt anh ta rất khách sáo với mọi người, nhưng lại không thích gần gũi ai. Tôi không có cách gì hơn là đưa cậu ta ra ngoài cùng. Tôi nghe vậy liền cười nói với anh ta. Tôi thấy anh quá quan tâm rồi, nói không chừng là người ta không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác đấy chứ. Chúng tôi đang nói chuyện thì đã thấy viên mục giã bưng hai con cua hoàng đế quay trở lại. Xem ra khẩu vị tên nhóc này không tệ. Kết quả cậu ta đem hai con cua để trên bàn, nói, hai con này quá nhỏ, nhưng may mà được cái tươi. Bạch Kiện nghe vậy lập tức trợn cả mắt. Tôi nghĩ anh ta đã bắt đầu hối hận, tại sao lại gọi tên nhóc này đi cùng. Tôi nín cười ăn con cua hoàng đế của mình. Thật ra Bạch Kiện còn chưa hiểu viên mục giã, nếu không nhất định sẽ không chủ động gọi tên nhóc này đi cùng. Mặc dù tôi hiện tại chưa thăm dò được tình hình của cậu ta, nhưng có thể khẳng định cậu ta chắc chắn là một kẻ thích một mình. Sau đó tôi và Bạch Kiện vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Đinh Nhất và viên mục giã ngồi bên chỉ cắm đầu vào ăn. Sau đó tôi đột nhiên phát hiện, viên mục giã thỉnh thoảng đem một vài con tôm đã bóc vỏ, len lén ném xuống dưới gầm bàn. Tôi rất tò mò, nên cố ý làm rơi đũa xuống dưới đất, sau đó cúi người xuống nhặt. Ai ngờ tôi thấy được một cái tay nhỏ từ dưới khăn trải bàn vươn tới nhặt tôm dưới đất. Tôi âm thầm giật mình, không nghĩ tới viên mục giã sẽ mang tiểu quỷ mình nuôi đi ăn cơm. Cậu ta không sợ nơi này nhiều người, dương khí quá nặng sao? Nghĩ vậy, tôi liền nổi lòng xấu, đem thịt tôm dính mù tạt. Thừa dịp viên mục giã chưa chuẩn bị, liền ném về phía viên mục giã vừa nãy ném tôm. Cánh tay tiểu quỷ kia quả nhiên không nghĩ ngợi, liền đưa tay nhặt thịt tôm về. Kết quả là, khi tôi nhìn về phía viên mục giã, thấy cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, giống như bị người ta đá một cái thật mạnh. Bạch Kiện bên cạnh thấy vậy, tò mò hỏi cậu ta. Sao thế? Viên mục giã lúng túng lắc đầu. Không, không có chuyện gì. Tôi nhìn chuyện xấu mình vừa làm thành công mà tâm tình tốt hẳn lên, nhất thời ngon miệng không ít, lại tiếp tục ăn thật nhiều. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, tiểu quỷ dưới bàn lại thù dai đến vậy.
bị tôi chơi một vố liền muốn báo thù tôi. Lúc tôi đang ăn, thấy hơi buồn vệ sinh liền đứng dậy. Nhưng vừa đi vào WC, tôi liền cảm thấy lạnh sau lưng. Bây giờ tôi không giống ngày xưa. Một khi bên người có tà ma xuất hiện, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy, tôi liền giả bộ như không biết, tiếp tục tháo dây lưng. Cùng lúc đó, tôi đem răng thú trước ngực lấy ra. Khi một lần nữa cảm nhận được âm vật tiến tới gần mình, tôi liền quay người. Lập tức thấy một thằng bé da xanh xám đứng sau lưng, đang dương nanh múa vuốt muốn đẩy tôi. Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn dùng răng thú dọa nó, nhưng tôi quên là lúc đó tôi đang rất buồn tiểu. Kết quả là khi tôi đột ngột quay người, vừa lúc tiểu đầy mặt nó. Chỉ nghe thấy tiểu quỷ đó phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài. Tôi nghe nó kêu như vậy, lòng cũng căng thẳng. Không nghĩ tới nước tiểu đồng tử của tôi có uy lực lớn như vậy. Vì vậy tôi liền nhanh chóng thắt lại dây lưng chạy ra ngoài. Kết quả là thấy mặt mày viên mục dã xanh mét đang chuẩn bị muốn đi. Tôi thấy vậy vội vã đuổi theo, nói: "Cái đó, cậu muốn đi à?" Viên mục dã nghe vậy liền sầm mặt, nói: "Tôi hơi không thoải mái, thứ lỗi không tiếp nữa." Tôi nhìn bóng lưng vội vã của viên mục dã, trong lòng cảm thấy mình hơi quá. Vì vậy liền kéo Đinh Nhất, nói: "Đừng ăn nữa, nhanh đi nhà chú Lê một chuyến đi." Bạch Kiện buồn bực, hô lớn theo hướng bóng lưng chúng tôi: "Sao các cậu đều đi hết thế? Đây chính là buffet hải sản đế vương, 499 một suất đấy." Khi chúng tôi đến nhà chú Lê, chú ấy vừa mới đi ngủ, mặt đầy khó chịu, khoác áo đi ra mở cửa cho chúng tôi, trong miệng còn khẽ lầu bầu: "Buổi tối muộn như vậy, không ngủ còn chạy tới đây làm gì? Gấp đến lửa đốt mông chắc." Sau khi vào cửa, tôi liền vội hỏi: "Nếu tiểu quỷ bị nước tiểu của đồng tử dội vào sẽ như thế nào ạ?" Chú Lê ngáp một cái, nói: "Có thể thế nào chứ, nhẹ thì chịu khổ một chút, nặng thì bị tổn thương thần hồn." "Có biện pháp nào cứu chữa không ạ?" Tôi tiếp tục hỏi. Chú Lê lúc này mặt đầy nghi ngờ, nói: "Cháu nuôi tiểu quỷ à?" Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không phải cháu nuôi, nhưng cháu trêu người ta, đem tiểu quỷ nhà người ta ra thử nước tiểu." Chú Lê nghe vậy liền nín cười, nói: "Ai ơi, không phải cháu là đồng tử chứ, vậy cũng đáng đời tiểu quỷ xui xẻo kia, còn có thể gặp một đồng tử già như vậy." Nghe chú Lê nói vậy, cái mặt mo của tôi đỏ lên. "Chú đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, mau nghĩ biện pháp chữa trị chút đi, đừng để nó hồn phi phách tán." Chương 1022. Chú Lê nghe xong cười khen mấy tiếng, sau đó lắc đầu một cái, nói: "Hẳn là không có chuyện gì lớn đâu, cháu đã là lão đồng tử rồi, nước tiểu cũng khác với đồng tử nhỏ tuổi, cho nên uy lực không lớn đâu, nhiều nhất chỉ có thể cho tiểu quỷ kia một bài học thôi, khẳng định lần sau không dám trêu chọc cháu nữa." Mặc dù chú ấy đã nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không yên. Vì vậy, tôi bảo Đinh Nhất lái xe đưa tôi đến phòng trọ của viên mục dã. Nhỡ đâu có vấn đề gì, liền mời chú Lê đến giúp đỡ. Nhưng Đinh Nhất nghe vậy rất không vui, lạnh giọng nói: "Có thể nuôi tiểu quỷ thì dĩ nhiên có biện pháp xử lý chuyện này rồi. Hơn nữa tiểu quỷ kia muốn hù cậu, nó đáng đời thôi." Tôi nghe thấy thế cũng hơi chột dạ, nói: "Trước đó, thực ra tôi đã chơi xấu tiểu quỷ đó." Đinh Nhất vừa lái xe đến trước nhà viên mục dã, tôi không lập tức đi vào mà đến tiệm nhỏ bên cạnh mua ít bánh mà trẻ con thích ăn. Dỗ con nít mà, mua một ít thức ăn đến so với đến tay không thì tốt hơn chứ. Bởi vì sắc mặt Đinh Nhất hơi không tình nguyện, cho nên tôi bảo anh ta chờ ở xe. Dẫu sao thì lần này tôi cũng có ý đi vào xin lỗi. Mang vị thần mặt đen như anh ta vào cùng thì thật không thích hợp. Kết quả là khi viên mục dã ra mở cửa nhìn thấy tôi, sắc mặt hơi sầm xuống một chút,
sau đó ngay lập tức khôi phục lại bình thường, nói: Anh Trương, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Tôi hơi lúng túng, liền cười rồi lắc túi quà vặt trong tay, nói: Cậu bảo thân thể không thoải mái mà, cho nên tôi đến xem chút, có việc gì không? Viên mục rẽ dương mắt nhìn Đinh Nhất phía sau, sau đó nghiêng mình qua để tôi vào. Sau khi đi vào nhà, trước hết tôi nhìn bốn phía một chút, sau đó quay đầu nói: Cái đó, tiểu quỷ kia không sao chứ? Viên mục rẽ nghe vậy thì bình tĩnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó sâu kín nói: Mới vừa dỗ nó ngủ rồi, từ lúc trở về nó cứ khóc không ngừng. Tôi vừa nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng, dẫu sao tôi cũng là người lớn. Bất kể nó là người hay quỷ thì đều nhỏ hơn tôi rất nhiều. Bắt nạt một đứa con nít quả thực khó nói nên lời. Vì vậy tôi liền đem quà vặt trong tay để lên bàn, cười bồi nói: Không sao thì tốt rồi, quả thực tôi không cố ý. Tôi ít khi tiếp xúc với những linh thể như nó, cho nên không biết làm như vậy sẽ thương tổn tới nó. Nhưng viên mục giả lại không mặn không nhạt, nói: Không việc gì, điều này không thể trách anh, chủ yếu do nó không ngờ tới anh lại là đồng tử. Cậu ta vừa nói vậy, cái mặt mo của tôi cũng lập tức đỏ lên, không biết nên làm sao tiếp lời. Sau đó tôi không biết nên nói gì nữa, vì vậy liền nói: Tiểu quỷ này của cậu là được gia truyền hay tự cậu nuôi? Sau khi hỏi xong tôi cũng khinh bỉ chính mình, tiểu quỷ thì làm gì có chuyện gia truyền. Nhưng lại thấy viên mục rẽ vô cùng nghiêm túc trả lời tôi: Nó là em trai tôi, lúc 6 tuổi nó bị chết yểu, bởi nó có tình cảm rất tốt với tôi nên vẫn không chịu rời đi. Vì không để nó biến thành ác linh, tôi chỉ có thể luyện nó thành như bây giờ, rồi luôn mang theo bên người. Cậu ấy là Kumanthong à? Tôi tò mò nói. Viên mục giả lắc đầu một cái, nói: Cũng không khác lắm, bởi phương pháp luyện chế khác nhau, cho nên em trai tôi là một tiểu quỷ rất hiền lành. Tôi nghe liền thầm nghĩ: Hiền lành? Có ư? Nếu tôi là người bình thường, vậy thì lúc ở nhà vệ sinh trong quán ăn vừa nãy, chẳng phải đã bị hù chết rồi ư? Lúc này viên mục giả như là nhìn hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nhún vai với tôi, nói: Thật ra lúc đó nó chỉ muốn đùa dai, dù sao anh cũng chơi xấu nó trước. Tôi nghe cậu ta nói thế liền lúng túng cười nói: Thật ra trong WC tôi cũng chỉ muốn đùa nó chút thôi, nhưng lúc đó đang buồn vệ sinh, nó lại xuất hiện đúng lúc đó, tôi không nhịn được. Đúng rồi, em trai cậu có chuyện gì không? Tôi nghe nói tiểu quỷ bị... có thể bị tổn thương thần hồn. Đạo hạnh thấp thì có thể bị như vậy, nhưng em trai tôi không bị đâu, nhiều nhất chỉ khó chịu chút thôi. Viên mục giả trầm giọng nói. Tôi nghe vậy trong lòng lại hơi không thoải mái, vì vậy liền đem túi quà vặt đến trước mặt viên mục giả, nói: Ngày mai nó tỉnh lại, cậu đem những thứ này cho nó, coi như anh trai tôi đây bồi tội với nó. Ai ngờ viên mục giả lại lộ ra ánh mắt giả hoạt, nói: Không cần đâu, anh vẫn nên tự nói với nó đi. Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy sau cổ chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đúng là con tiểu quỷ ở WC lúc trước, bây giờ đang mặt đầy tức giận đứng sau lưng tôi, thổi khí lạnh vào cổ tôi. Tôi xem vậy liền trợn mắt, như này còn hiền lành ư? Nếu không phải anh trai nó đang ở đây, tôi đã đánh nó một trận rồi. Ai ngờ ngay lúc đó, tiểu quỷ kia đột nhiên hét lên một tiếng, rồi chạy biến về phòng, đóng cửa thật mạnh. Tôi hơi bất đắc dĩ giơ cao tay nói với viên mục giả: Tôi không làm gì đâu, tôi vô tội. Viên mục giả đầu tiên nghi ngờ nhìn tôi, sau đó liền rời mắt đến răng thú trước ngực tôi, rồi hết sức kinh ngạc nói: Anh lại có vật này hộ thân à? Xem ra em trai tôi sau này không dám trêu đùa với anh đâu. Tôi cúi đầu nhìn về phía cái răng thú trước ngực, trong đầu nghĩ, nếu cậu ta có thể nhận ra vật này, vậy bản lĩnh khẳng định là cao hơn tôi. Nghĩ vậy liền muốn thăm dò cậu ta chút,
Tôi liền mở miệng nói, tình huống của tôi chắc cậu biết chứ? Viên mục dã gật đầu nói, anh Bạch đã nói với tôi một chút, anh ấy nói anh rất đặc biệt. Sau khi nghe cậu ta đánh giá, tôi liền bật thốt lên, thật ra thì cậu cũng rất đặc biệt. Mặc dù đêm đó, ban đầu chúng tôi trò chuyện không trôi chảy lắm, nhưng sau đó lại tốt đẹp, càng trò chuyện càng muốn nói nhiều hơn. Cũng từ đêm đó trở đi, tôi thay đổi cái nhìn về cậu ta. Tôi thấy Viên Mục Dã cũng không phải người không thể thân cận như vẻ bề ngoài. Theo như lời cậu ta, từ nhỏ đã là một quan tài tử, cũng là một sao chổi. Quê cậu ta là một thôn miền núi nhỏ ở Quảng Tây. Mẹ cậu ta chết khi đang sinh cậu con trai này. Khi mọi người nghĩ là cả mẹ lẫn con đều không qua được, bắt đầu chuẩn bị hậu sự, thì mẹ Viên Mục Dã lúc này đã tẩm liệm và bị đưa vào quan tài, lại sinh ra một đứa bé mũm mĩm nặng đến 4 cân, cũng chính là Viên Mục Dã. Chuyện như vậy xảy ra, những người tổ chức tang lễ đều sợ choáng váng. Ngay cả cha cậu ta cũng đứng ngẩn ra trước quan tài, không biết có nên ôm con từ quan tài ra không. Chương 1023. Nếu như dùng góc độ khoa học để giải thích chuyện này thì rất khó. Nhiều lắm thì nghĩ Viên Mục Dã chưa chết trong bụng mẹ, mà chỉ không cựa quậy thôi. Người nhà liền nghĩ cậu bé đã chết. Lúc đó nếu đến bệnh viện huyện để sinh đẻ, có lẽ mẹ của Viên Mục Dã cũng không chết, mà cậu ta cũng không trở thành quan tài tử trong mắt mọi người. Mặc dù mọi người trong thôn đều nói Viên Mục Dã là sao chổi, hẳn nên chết cùng mẹ cậu ta lúc hạ táng, nhưng bà nội của Viên Mục Dã lại phản đối. Dẫu sao cũng là cháu trai ruột, lại còn là một bé trai mũm mĩm, các người nói là sao chổi thì là sao chổi chắc. Nhưng đúng là cha Viên Mục Dã không thích cậu ta. Có lẽ trong tiềm thức, ông ấy luôn cảm thấy Viên Mục Dã đã hại chết vợ mình. Cho nên từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm cậu ta. Hơn nữa, người trong thôn đều nói Viên Mục Dã là sao chổi. Như vậy ông ấy càng không thích đứa con trai này. Viên Mục Dã trước 6 tuổi luôn ở với bà nội, vì bà nội vẫn luôn không tin cháu trai mình là sao chổi chuyển thế. Cho nên đến khi sức khỏe bà càng ngày càng không tốt, cha Viên Mục Dã mới không thể không đón hai bà cháu về. Nhưng lúc này trong nhà đã có mẹ và em trai mới. Cũng may người mẹ mới đối với Viên Mục Dã cũng không tệ. Em trai mới suốt ngày quấn lấy cậu ta gọi anh trai. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm Viên Mục Dã 13 tuổi, nhà cậu ta xảy ra một việc lớn thay đổi hoàn toàn số mệnh cậu ta. Năm ấy cậu ta mới lên lớp 7, người nhà đưa cậu ta đi học ở thị trấn xa nhà 100 cây số. Mỗi lần được nghỉ, Viên Mục Dã sẽ mua một ít đồ ăn ngon về cho bà nội và em trai. Nhớ mùa hè năm đó vô cùng oi bức, trẻ con trong thôn đều đi đến những ao lớn bên cạnh để tắm. Những cái ao này với người lớn cũng không phải quá sâu, chỉ chừng 2 mét. Nhưng với đứa em trai 5-6 tuổi của Viên Mục Dã thì quá sâu. Cho nên Viên Mục Dã không để em trai tới đây tắm cùng những đứa trẻ khác trong thôn. Nhưng buổi trưa hôm đó, Viên Mục Dã ở nhà làm bài tập hè, không trông chừng em một lúc. Cho nên mới tới trưa, những đứa trẻ trong thôn chạy về nhà họ nói, Viên Lỗi nhà cậu ta rơi vào vũng nước sâu rồi không lên được. Cha cậu ta đang làm việc liền vứt lại hết, vội vàng chạy tới nơi đứa bé kia chỉ. Theo lý mà nói, cái ao này chỉ sâu 2 mét. Cho dù cha Viên Mục Dã không cứu được con trai thì mình cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng số mệnh hết lần này đến lần khác đùa giỡn nhà họ. Viên Bảo Sơn xuống cứu con cũng không trở lại được. Hai cha con cùng mất mạng ở ao nước đó. Viên Mục Dã chạy tới sau đúng lúc thấy mọi chuyện. Cậu ta liền về gọi những người lớn bơi lội giỏi trong thôn tới. Nhưng khi mọi người đều tới, lại thế nào cũng không thể tìm thấy Viên Bảo Sơn và Viên Lỗi. Cuối cùng, mọi người trong thôn mượn máy bơm, hút sạch nước trong ao mới tìm được thi thể hai cha con.
Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy quái dị chính là khi toàn bộ nước đã bị hút lên, xác lão Viên lại vùi sâu dưới đáy bùn ao. Con trai ông ấy thì cách đó không tới 1 mét trên đống bùn. Mẹ kế Viên Mục Dã biết chuyện, liền nổi điên, chạy đến trước cái ao. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì chân mềm nhũn rồi ngất đi. Lẽ ra đây chỉ là việc ngoài ý muốn, có trách thế nào cũng không thể đổ lên đầu Viên Mục Dã. Nhưng những người trong thôn rất mê tín, nói Viên Mục Dã khắc chết cha và em trai. Còn nói nếu không đưa cái đứa quen tài tử này về nhà thì đã không có thảm kịch này xảy ra. Nghe nhiều, mẹ kế Viên Mục Dã cũng tin tưởng như thế. Hơn nữa, cùng là tang chồng, tang con. Đây cũng là việc khó có người bình thường nào tiếp nhận được. Cho nên bà ấy dù sao cũng cần giải tỏa nỗi đau buồn trong lòng. Vì vậy, người đàn bà vẫn luôn hiền lành này đem Viên Mục Dã đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bà nội Viên Mục Dã không đồng ý, liền làm rùm beng lên với con dâu. Kết quả là bởi vì bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cũng vừa gặp liên tiếp tang con trai và tang cháu trai, cũng rất đau buồn, liền qua đời. Lúc này thì đúng là Viên Mục Dã đã tứ cố vô thân, không còn một người thân thích nào trên đời nữa. Bởi vì có tin đồn cậu ta là quan tài tử, khắc chết cả cha lẫn mẹ, nên ngay cả thân thích cũng không muốn nhận nuôi vì sợ xui xẻo. Viên Mục Dã rơi vào đường cùng, đành phải trở về trường học kể lại tình hình của mình cho giáo viên. May mà Viên Mục Dã gặp được người thầy chủ nhiệm tốt. Ông ấy đưa cậu ta ra cục dân chính xin nhận trợ giúp, kiên quyết không để học sinh của mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Bởi vì lúc đó Viên Mục Dã đã 13 tuổi, cho nên gia đình bình thường sẽ không nhận đứa con nuôi lớn như vậy. Vì thế cậu ta chỉ có thể tạm thời ở trong viện mồ côi. Những năm tháng cậu ta sống ở đó đã giúp cậu ta quen với người canh cổng, ông Chu. Vừa mới vào viện mồ côi, Viên Mục Dã không thích ứng được, tính cách ngày càng lầm lì. Mặc dù trước đó cha cậu ta không thích con trai mình, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của việc có người thân. Nhưng bây giờ cậu ta là cô nhi, ở trên đời này không còn một ai thân thích nữa. Từ trong nội tâm cậu ta thấy vô cùng cô đơn. Cho đến khi ông Chu đột nhiên đi tới trước mặt cậu ta, nói cho Viên Mục Dã: "Cháu có biết em trai cháu vẫn luôn đi theo bên cạnh cháu không?" Viên Mục Dã quả thực không thể tin được lời ông ấy. Em trai mình chết đuối ở trong ao, sao lại có thể đi theo mình được? Ông Chu thấy cậu ta không tin, liền lấy vật gì đó lau vào mắt cậu ta. Đến khi Viên Mục Dã mở mắt ra, thế giới của cậu ta đã thay đổi. Cậu ta nhìn thấy em trai trước kia vẫn luôn đi theo mình, Viên Lỗi. Chẳng qua là dáng vẻ bây giờ của nó hơi đáng sợ. Không những toàn thân xanh xám mà còn nhỏ nước ròng ròng. Đây đúng là người thân của Viên Mục Dã. Có thể thấy lại người thân thật là một cảm giác tuyệt vời. Vì vậy cậu ta không chút nghĩ ngợi liền bế em trai lên. Viên Mục Dã chưa từng nghĩ đến việc có thể gặp lại được em trai như vậy. Có thể cậu ta vẫn được ông trời thương xót. Sau đó ông Chu nói với Viên Mục Dã, ông ấy là một thầy âm dương, vì muốn lấy được tiền lương hưu nên mới làm gác cổng ở đây. Thời điểm Viên Mục Dã mới tới viện mồ côi, ông Chu thấy mệnh của cậu ta vô cùng kỳ lạ. Nhìn một cái đã biết cậu ta hợp với nghề. Vì vậy lúc này mới giúp Viên Mục Dã gặp mặt em trai. Chương 1024. Vì em trai, cũng để thoát khỏi mệnh sao chổi, cuối cùng Viên Mục Dã đã nhận ông Chu làm thầy, theo ông ấy học thuật âm dương. Sau đó khi Viên Mục Dã lên lớp 11, ông Chu ốm nặng qua đời. Trước khi chết, ông ấy đã đem sở học cả đời truyền cho Viên Mục Dã. Lúc thi đại học, Viên Mục Dã chọn thi trường cảnh sát, bởi vì ngoài nghề đó, cậu ta không nghĩ ra ngành nghề nào khác hợp với mình. Hơn nữa cậu ta còn nói với tôi, thật ra cậu ta có thể phá án, không phải cậu ta có bản lĩnh gì,
chỉ đơn giản là hỏi ma quỷ mà thôi. Cái cậu ta gọi là hỏi ma quỷ chính là thông qua những du hồn gần đó, từ miệng chúng hỏi ra chân tướng vụ án. Sau đó, ma ta kết hợp với một ít đầu mối ở hiện trường, liên kết chứng cứ với quá trình gây án, từ đó phá được vụ án. Khi viên mục giả nhắc tới mệnh sao chổi của mình khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, tôi không khỏi nghĩ tới mình. Vì vậy, an ủi cậu ta, nói: mệnh cách này không phải là thứ mà tôi với cậu có thể lựa chọn, nhưng tôi tin cậu có mệnh của cậu, những người thân đã chết của cậu có mệnh của họ. Vì vậy, chuyện bọn họ chết không liên quan đến cậu. Tôi cảm thấy những thân nhân kia của cậu không trách cậu đâu. Cậu hỏi em trai cậu thì biết. Sau khi chết, nó nguyện ý đi theo cậu. Không phải chứng minh trong lòng nó, cậu vô cùng quan trọng đấy sao? Viên mục giả nghe vậy liền gật đầu một cái. Vừa định nói chút gì, lại đột nhiên hướng mắt đến túi quà vặt trên bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, chỉ thấy một miếng khoai tây chiên trong túi quà vặt tự bay ra ngoài. Tôi nhìn thấy liền biết ngay, đây là tiểu quỷ viên lỗi kia không chịu được cám dỗ của túi quà. Liền muốn thừa dịp tôi không chú ý, len lén lấy đi một miếng khoai tây chiên. Vì vậy, tôi liền vội vàng đem răng thú trước ngực nhét sâu vào, sau đó hướng vào phía trong phòng cao giọng nói: đừng sợ, tôi để lại chỗ cũ rồi, cậu quang minh chính đại đi ra ăn đi. Chỉ thấy tôi vừa dứt lời, tên tiểu quỷ vừa rồi liền nhoáng cái tới trước bàn, đưa tay vào trong túi tìm thứ nó thích ăn. Cũng khó trách, lần đầu tiên tôi gặp viên mục giả, cảm thấy trên người cậu ta có âm khí mơ hồ. Hóa ra nguyên nhân đều ở tiểu quỷ này. Lúc ra khỏi nhà viên mục giả, cậu ta cùng viên lỗi cũng đi ra sân tiễn tôi. Tôi khoát tay với họ, nói: trở về đi, tôi đi trước đây. Sau khi lên xe, Đinh Nhất nhìn tình cảnh trong sân, nói: thế nào rồi, tiểu quỷ kia không sao chứ? Tôi cười lắc đầu, nói: không có chuyện gì, tiểu quỷ kia có chút đạo hạnh. Sau đó tôi liền đem tình huống của viên mục giả kể ngắn gọn cho Đinh Nhất nghe. Xong anh ta gật đầu, nói: khó trách cậu ta không thích tiếp xúc cùng người khác, thích ở một mình một nhà. Xem ra tên tiểu quỷ em trai cậu ta là nguyên nhân. Nhưng bất kể là tiểu quỷ gì thì lòng dạ cũng hẹp hòi, mới rồi nó không gây phiền toái gì cho cậu chứ. Tôi nghe vậy cười nói: mới vừa rồi tiểu quỷ kia bị răng thú của tôi dọa sợ hết hồn. Đinh Nhất nghe vậy cũng cười nói: ừ, bị chút dạy dỗ cũng tốt, lần sau không dám lấn lướt cậu nữa. Mấy ngày sau, chúng tôi sau khi trải qua khoảng thời gian đợi việc, cuối cùng việc cũng đến. Mặc dù không có việc gì lớn lắm, chú Lê cuối cùng cũng có những chỗ mời xem phong thủy để khai trương. Con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, vì vậy tôi cùng Đinh Nhất lại giúp chân chạy việc. Dù gì cũng coi như có thêm thu nhập. Khi chúng tôi cùng chú Lê đến tòa nhà mới khánh thành để xem phong thủy, liền nghe giám đốc chung cư nói một tin tức nặng ký. Đó chính là nhà đại gia bất động sản nổi danh Thẩm Vạn Tuyền xảy ra chuyện. Tôi nghe danh cũng biết người này là người có tiền. Ông ta cùng là người giàu nhất nhà Minh, là Thẩm Vạn Tam, chỉ khác nhau có một chữ. Thẩm Vạn Tuyền kinh doanh đường biển từ những năm 1990. Sau đó ông ta nhìn thấy địa ốc có tiềm năng, liền dốc hết gia sản đầu tư vào địa ốc. Trải qua mấy thập niên mới có gia sản lớn như hiện tại. Thẩm Vạn Tuyền có tiền như vậy, nhưng ông ta chỉ có một người con gái độc nhất tên Thẩm Văn Văn, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay. Đây đúng là con nhà giàu lớn lên trong hũ mật. Có thể do từ nhỏ đã được Thẩm Vạn Tuyền nâng niu chiều chuộng, cho nên tính tình Thẩm Văn Văn hết sức kiêu căng. Nửa tháng trước là sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Văn Văn, vì vậy cô ta muốn ăn mừng thật lớn. Thẩm Vạn Tuyền dĩ nhiên cũng ủng hộ. Dù sao cũng sinh nhật của con gái cưng, nhất định phải tổ chức thật lớn. Cô nhóc phá gia chi tử này đòi đi đảo Bali để tổ chức mừng sinh nhật. Cái này còn chưa tính, cô ta còn muốn thuê một chiếc máy bay riêng để chở khách,
đưa tất cả bạn bè thân thiết của mình cùng tới Bali tham gia mừng sinh nhật. Dựa vào tài sản của Thẩm Vạn Tuyền, chi chút tiền đó để thỏa mãn nguyện vọng trong sinh nhật 18 tuổi của con gái cũng không phải chuyện gì to tát. Vì vậy, ông ta lập tức cho nhân viên đi lo liệu mọi việc. Vốn mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, Thẩm Văn Văn sẽ lên máy bay riêng bay đến Bali trước sinh nhật một ngày. Nhưng cuối cùng, đêm trước khi đi, Thẩm Văn Văn đã uống rượu say nên bỏ lỡ hành trình. Vì không để lỡ bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Văn Văn cùng các bạn bè đã lên máy bay lúc rạng sáng ngày sinh nhật. Mọi người không ngờ rằng, chiếc máy bay vừa bay đến biên giới Indonesia thì gặp phải luồng khí xoáy, sau đó liền biến mất trên radar. Nghe nói đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm kiếm ở vùng biển lân cận một tuần lễ, nhưng ngay cả mảnh vụn của chiếc máy bay cũng không tìm thấy, cũng không tìm được tín hiệu của hộp đen. Sau đó có chuyên gia hoài nghi chiếc máy bay phải chăng đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo nhỏ không người nào đó ở Indonesia. Vì vậy, Thẩm Vạn Tuyền liền bỏ tiền mời đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp nhất trong nước đến Indonesia tìm kiếm. Nhưng Indonesia được gọi là đất nước vạn đảo, là quốc gia nhiều đảo nhất trên thế giới. Tất cả các đảo lớn nhỏ ước chừng lên đến hơn 17.000 đảo. Bây giờ lại không có tín hiệu của hộp đen. Như vậy tức là không có thông tin gì, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chú Lê nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức có tính toán. Tôi vừa thấy liền muốn chú ấy bỏ đi ý định này, vì vậy liền nói. Chú nghĩ gì vậy? Nhỡ đâu cô Thẩm kia không chết thì sao? Loại máy bay nhỏ chở khách có tỷ lệ sống sót sau tai nạn cũng lớn. Cứ coi như nếu cô ta gặp bất hạnh, vậy người ta nhất định sẽ tìm chúng ta sao? Coi như đúng là tìm chúng ta, vậy chú vẫn còn dám xuất ngoại ư? Bị tôi liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, chú Lê chỉ bĩu môi một cái, nói. Chú chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi, xem cháu khẩn trương kìa. Tôi không tin, nói. Quỷ mới tin chú chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy một chút. Chương 1025. Ngày đó chúng tôi nghe được chút chuyện của Thẩm Vạn Tuyền. Căn bản là không nghĩ tới Thẩm Vạn Tuyền sẽ tìm đến chúng tôi nhờ hỗ trợ. Dẫu sao người ta đã mời đội tìm kiếm cứu trợ giỏi nhất cả nước, làm sao lại còn tìm đến chúng tôi đây? Nhưng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Vạn Tuyền lại tìm đến chúng tôi thật. Buổi sáng hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chú Lê, bảo chúng tôi lập tức qua đó một chuyến. Tôi xem thời gian, lúc đó mới hơn 9 giờ sáng. Trong đầu nghĩ chúng tôi không phải là thành phần tri thức đi làm, sao sớm như vậy đã gọi chúng tôi qua? Nhưng xem chú ấy hình như có chuyện gì đó. Lúc chúng tôi đến nơi, liền thấy có một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa. Trong khi bình thường thì cả một chiếc xe đẹp cũng chẳng có. Tôi với Đinh Nhất nhìn nhau một cái, biết là có khách hàng lớn tới cửa. Vì vậy liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa vào sân, chúng tôi đã nhìn thấy chú Lê đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn trong sân. Có hai vệ sĩ áo đen cung kính đứng sau lưng người đàn ông đó. Nhìn như vậy thì đây tuyệt đối là nhà phú quý. Chú Lê thấy chúng tôi tới, liền đứng dậy giới thiệu. Đây là tổng giám đốc của bất động sản Vạn Tuyền, Thẩm Vạn Tuyền. Tôi nghe vậy trong lòng hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép bắt tay ông ta, nói. Xin chào ông. Thẩm Vạn Tuyền mặt đầy tang thương, đoán chừng là bị chuyện của con gái hành hạ mấy ngày nay. Nhưng ngay lúc ông ta cầm tay tôi có thể cảm nhận được đó là một đôi tay rất có lực. Sau đó tôi liền kéo ghế ngồi cạnh chú Lê, nghe bọn họ tiếp tục trò chuyện. Thật ra không cần nghe cũng biết Thẩm Vạn Tuyền tới làm gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Thẩm Văn Văn còn sống hay đã chết còn chưa biết. Hơn nữa còn phải xuất ngoại. Tôi vừa nghĩ vậy đã không có chút hứng thú nào. Nhưng thái độ của Thẩm Vạn Tuyền rất thành khẩn. Ông ta nói sợ dĩ tìm chúng tôi là do một người bạn giới thiệu, cũng bởi ông ta đã sớm nghe đến danh tiếng của chú Lê.
Tôi vừa nghe ông ta nói đã thấy Thẩm Vạn Tuyền đúng là thâm sâu. Đến lúc này vẫn không quên đề cao chú Lê. Đây là sợ chúng tôi không đi đây mà. Nhưng vấn đề là chúng tôi vừa mới bị thua thiệt ở nước ngoài. Bây giờ thật lòng không dám tùy tiện xuất ngoại nữa. Ai biết bên ngoài có kẻ thù nào đang chờ chúng tôi không? Nhưng Thẩm Vạn Tuyền lại nói, lần này chúng tôi ra nước ngoài không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Bởi vì ông ta đã thuê đội an ninh đứng đầu cả nước đi cùng chúng tôi, chủ yếu để phụ trách an toàn cho chúng tôi. Còn chuyện nữa, đó là sau khi máy bay mất tích, bọn họ có gặp chút chuyện không bình thường. Nếu không cũng không đến đây cầu cứu chúng tôi. Sau đó Thẩm Vạn Tuyền kể cho chúng tôi một chuyện mà người ngoài không biết. Thì ra lần này Thẩm Vạn Tuyền tổ chức lớn như vậy, một là vì thương con gái cưng, hai là trên máy bay đó, trừ con gái ông ta ra, còn có bạn thân của con gái là con của mấy người bạn ông ta nữa. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy coi như trong nháy mắt đã phá hủy mấy gia đình. Cho nên bất luận thế nào, ông ta cũng phải tìm được chiếc máy bay kia mới được. Dù là đã tan tành, cũng phải cho cha mẹ của các nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng. Dẫu sao cũng do sinh nhật con gái mình mới xảy ra chuyện. Nhưng ngay khi nhân viên tìm kiếm cứu hộ Indonesia và nhân viên tìm kiếm ông ta cử tới đều không tìm được gì, thì một cô gái trên máy bay hôm đó là Ngô Thiến Thiến, đột nhiên có một hôm lại điện về nhà một cú điện thoại. Trong điện thoại, Ngô Thiến Thiến một mực khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm, bảo tín hiệu không tốt, cho nên chỉ nghe được tiếng đứt quãng của cô ấy. Sớm biết đã không lên máy bay. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Đoạn nói chuyện này chỉ kéo dài 49 giây. Lúc đó mẹ cô ấy muốn hỏi cô ấy giờ đang ở đâu. Nhưng cô ấy dường như không nghe được. Chỉ không ngừng khóc và nói, sớm biết vậy đã không lên máy bay. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa nghe thấy tiếng của con gái nên mẹ Ngô quá kích động, không kịp thu âm. Vì vậy bây giờ không có cách gì chứng minh giọng nói trong điện thoại rốt cuộc có phải giọng Ngô Thiến Thiến không, hay là có ai đó đùa dai. Nhưng ngày đó mẹ Ngô nhận được điện thoại hơi đặc biệt. Đó là thời điểm chiếc máy bay mất tích được 7 ngày. Cho nên có người hoài nghi có phải đó là hồn Ngô Thiến Thiến về tuần đầu không. Thật ra có phải người trên máy bay đều đã chết hết rồi không? Thẩm Vạn Tuyền là một người không tin vào ma quỷ. Ông ta nhiều năm kinh doanh địa ốc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc mời thầy xem phong thủy cho mình. Nhưng lần này con gái xảy ra chuyện, ông ta liền có ý tưởng này. Chỉ cần tìm được con gái cưng, cho dù là thi thể của nó, ông ta cũng sẽ hậu tạ. Mặc dù nghe Thẩm Vạn Tuyền nói sẽ hậu tạ, tôi hơi động lòng. Nhưng sau đó nhớ tới chuyến đi Philippines, cho nên vẫn không nói đồng ý. Chú Lê nhìn tôi đang do dự, liền cười nói với Thẩm Vạn Tuyền. Tổng giám đốc Thẩm, thực không dám giấu giếm. Thật ra chúng tôi trước đó có ra nước ngoài và gặp chút chuyện. Cũng vì chuyện của bạn bè mà kết thù với mấy người ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên hiện chúng tôi không muốn đến khu vực đó. Nhưng chuyện của ông quả thực đặc thù. Như vậy, có thể để chúng tôi thương lượng một đêm, ngày mai sẽ trả lời ông nhé. Thẩm Vạn Tuyền không nghĩ tới, chú Lê lại nhìn sắc mặt tôi để làm việc, vì vậy liền nhìn tôi với cặp mắt khác. Nhưng ông ta đúng là một lão già dạo hoạt, cũng biết nếu tôi chưa nói không đi, tức là vẫn còn hy vọng. Vì vậy liền gật đầu một cái nói với chúng tôi. Không thành vấn đề, tôi có thể đảm bảo với các vị, một khi ra nước ngoài, an toàn của các vị sẽ do tôi phụ trách đến cùng. Thẩm Vạn Tuyền đi, chú Lê tức giận nhìn tôi, nói. Như thế nào? Không động lòng chút nào à? Thẩm Vạn Tuyền trả thù lao không nhỏ đâu. Tôi nghe cũng rất do dự, nói. Nói đơn giản thì thù lao lớn như vậy dễ cầm ư. Đừng tưởng bây giờ ông ta nói như vậy. Cái gì mà nhất định bảo đảm an toàn cho chúng ta? Nhưng đối thủ của chúng ta là ai chẳng lẽ chú không biết? Coi như đội an ninh lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc hữu dụng. Chú Lê nghe vậy cũng không khuyên tôi nữa,
chỉ nói. Chuyện này cháu quyết đi. Cháu nói đi thì chúng ta đi. Cháu không muốn đi thì chúng ta không đi. Sau khi về nhà vào buổi tối, tôi lăn lộn khó ngủ. Trong lòng mặc dù muốn đi, nhưng lại sợ nhỡ gặp phải hai nghiệt đồ của đà gia. Mặc dù một là Indonesia, một là Philippines, nhưng quỷ mới biết họ có thể đi những đâu. Bây giờ chỉ ở trong nước là an toàn nhất. Nhưng vừa nghĩ đến thù lao hậu hĩnh của Thẩm Vạn Tuyền, lòng tôi cũng hơi ngứa ngáy khó chịu. Có tiền không kiếm, có phải có chút không thật lòng? Hơn nữa chúng tôi bây giờ cũng không có công việc nào tốt, chẳng qua là xem phong thủy cho người ta thôi. Ngoài ra không có việc gì làm. Chương 1026. Lúc tôi còn đang do dự thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Muộn như vậy rồi, thằng cha này không ngủ, còn phát điên cái gì thế? Kết quả anh ta nói với tôi rằng đã 24 giờ anh ta chưa ngủ. Tôi bèn khuyên. Cho dù vì công việc cũng không thể làm như vậy, tôi nói cho anh biết, ở tuổi anh có không biết bao nhiêu người đã đột tử đấy. Chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy hả? Đến lúc đó tôi cũng không đến đưa tiền phúng viếng cho anh đâu. Bạch Kiện nghe xong tức giận lắm. Cậu có thể nói mấy lời tốt đẹp cho tôi một chút được không? Chẳng phải do trong tay tôi đang có một vụ án đặc biệt đấy à? Nếu không giải quyết xong chuyện này thì tôi không ngủ được. Nghe Bạch Kiện nói vậy, trong lòng tôi cũng có phần căng thẳng. Anh có ý gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi, không phải chỉ để kể chuyện anh đã một ngày một đêm không ngủ thôi đấy chứ? Bạch Kiện cười gian. Chỉ có cậu là hiểu anh. Có phải Thẩm Vạn Tuyền đã tìm đến các cậu không? Tôi hơi nghi hoặc hỏi. Đúng, làm sao? Các anh cũng giúp nhà giàu tìm con gái à? Bạch Kiện nghe vậy liền than thở. Chó má thật. Nếu có thể chọn thì bọn anh cũng không muốn dây vào chuyện này đâu. Nhưng trên chiếc máy bay đó, trừ Thẩm Văn Văn và mấy cô bạn của cô ta ra, còn có một hành khách rất đặc biệt khác. Hành khách đặc biệt? Sau đó Bạch Kiện nói cho tôi nghe, người khách trên chuyến bay đó cũng có thể coi là bạn của Thẩm Văn Văn, tên là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng Tôn Nhạc Nhạc này còn có một thân phận khác, đó là tình nhân của một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố chúng tôi. Vị lãnh đạo này đã bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật bí mật điều tra từ đầu năm. Sau khi điều tra, Ủy ban phát hiện trong tay vị này có một cuốn sổ ghi chép lại các vụ nhận hối lộ của ông ta. Trong đó chẳng những ghi chép các khoản ông ta nhận tiền, mà còn có cả các khoản ông ta đi hối lộ nữa. Nói trắng ra, cuốn sổ đó chính là một chứng cứ quan trọng để đánh ngã mấy lão chức to bên trên. Nhưng vị quan chức kia sau khi bị tạm giữ vẫn một mực không khai đã giấu cuốn sổ ở đâu. Sau nhiều lần thẩm tra, ông ta mới nói ra cuốn sổ kia để ở chỗ tình nhân của ông ta là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng thời điểm cảnh sát đến tìm Tôn Nhạc Nhạc thì phát hiện cô ta đã lên chiếc máy bay được Thẩm Văn Văn bao trọn đi đảo Bali rồi. Hơn nữa, trước khi lên máy bay, cô ta đã nhắn tin cho vị quan chức này, nói rằng cô ta mang cả vật kia tới Indonesia. Nếu khi cần, cô ta sẽ gửi trở lại qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ, chiếc máy bay đã mất tích ở trong lãnh thổ Indonesia. E rằng cuốn sổ kia cũng một đi không trở lại. Ai ngờ, ngay hôm nay, người của bên Bạch Kiện đột nhiên biết được tin Thẩm Vạn Tuyền vẫn luôn phái người tìm tung tích của con gái. Nếu có thể tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay cỡ nhỏ đấy, chỉ cần chiếc máy bay không bốc cháy thì khả năng tìm được cuốn sổ kia là rất lớn. Bởi vậy, hiện giờ xem ra mấu chốt của việc có thể tìm được cuốn sổ hay không nằm ở chỗ có tìm được Thẩm Văn Văn không. Sau khi nghe Bạch Kiện nói rõ tình huống, tôi hiểu ngay lão già này là đang muốn tôi đi đây mà. Vì vậy tôi đành thành thật nói với anh ta. Ông anh à, không phải tôi không muốn đi, nhưng lần trước chuyện đi Philippines không phải anh không biết. Tôi sợ lại gặp phải hai tên đồ đệ kia của đà gia lắm. Vậy thì tôi chết chắc rồi. Bạch Kiện nghe tôi nói thế thì trầm tư một lúc rồi nói. Cậu xem như thế này được không? Anh để Viên Mục Dã đi cùng cậu thì thế nào?
thêm một người biết việc là thêm một phần an toàn. Tôi nghe Bạch Kiện nói vậy thì biết anh ta rất muốn tìm được cuốn sổ kia. Thế là tôi đành thở dài. Thôi được rồi, tôi có thể đi giúp anh tìm cuốn sổ đó, nhưng không thể đảm bảo là 100% sẽ tìm được đâu đấy. Bạch Kiện vui vẻ nói. Không sao, không sao. Cậu không cần phải tìm cuốn sổ đó. Cậu chỉ cần tìm được xác máy bay. Chuyện còn lại cứ để Viên Mục Dã làm. Vì vậy, ngày hôm sau, chúng tôi trả lời Thẩm Vạn Tuyền rằng chúng tôi có thể đi Indonesia giúp ông ta tìm con gái. Nhưng trước khi đi, chúng tôi phải đến nhà ông ta để tìm đồ của Thẩm Văn Văn. Thẩm Vạn Tuyền nghe vậy thì hơi nghi ngờ, hỏi chúng tôi muốn tìm thứ gì. Tôi lắc đầu. Trước mắt chúng tôi cũng chưa biết là thứ gì, nhưng chắc chắn đó phải là thứ con gái ông thích nhất, hoặc là thứ cô ấy để ý nhất. Khi chúng tôi tới căn nhà Thẩm Vạn Tuyền mua cho Thẩm Văn Văn, tôi bị những đồ vật bên trong dọa sợ ngây người. Chẳng trách lúc chúng tôi hỏi Thẩm Vạn Tuyền có biết con gái ông ta thích gì nhất không, biểu cảm của ông ta lại hơi quái dị. Hóa ra những thứ mà Thẩm Văn Văn thích đúng là rất nhiều, đặc biệt là đồ hàng hiệu. Những thứ đó làm tôi nhìn hoa cả mắt. Đầu tiên, vừa vào cửa sẽ thấy một căn phòng để quần áo hơn 40 mét vuông. Đúng thế, cả phòng toàn quần áo là quần áo. Tôi đi vào căn phòng để quần áo sực nức mùi thơm dạo một vòng thì bị xông đến mức đầu óc choáng váng. Đời tôi chưa từng được ngửi mùi hương phụ nữ nồng như vậy bao giờ. Tôi thấy mình còn hơi dị ứng là đằng khác. Sau khi không thu hoạch được gì, chúng tôi đi lên phòng trên lầu. Nơi này còn khoe trương hơn. Ba mặt tường đều là giày. Nguyên một mặt là giày cao gót, một mặt giày thể thao, và còn có những loại giày của nữ mà tôi không biết gọi tên là gì. Nhưng tôi dám khẳng định, đồ có tốt đi chăng nữa, một khi có quá nhiều thì nó cũng chẳng đáng quý nữa. Vì vậy, nơi này chắc chắn không có thứ tôi muốn tìm. Tiếp theo, chúng tôi đi đến phòng ngủ chính. Trong đó có một bàn trang điểm chuyên dụng lớn. Phía trên bày la liệt các loại mỹ phẩm tôi cũng không nhận ra. Trừ một cái hộp đen lớn chứa hàng trăm thỏi son cùng nhãn hiệu mà tôi biết được dùng để làm gì ra, thì những thứ đồ còn lại đều rất đẹp. Chỉ cần nhìn bao bì cũng biết chúng đều rất đắt tiền. Tôi thấy đau lòng thay cho Thẩm Vạn Tuyền. Cho dù có tiền cũng đâu cần hoang phí đến vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng chăng? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chú Lê kéo một cánh cửa tủ ở trong phòng ra. Trong đó không có bộ quần áo nào mà chỉ có những chiếc túi sách hàng hiệu. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ. Những thứ này đều không đúng. Thẩm Vạn Tuyền đứng phía sau cũng lúng túng. Trước kia công việc của tôi rất bận rộn, cho nên Văn Văn từ nhỏ đã rất độc lập. Tôi thực sự không biết trong lòng nó thích nhất cái gì. Tôi nghe vậy cũng không đành lòng trách cứ người cha này. Dẫu sao khi người đàn ông bận rộn trong công việc, không có thời gian bên cạnh con gái, có lẽ đưa tiền chính là cách biểu đạt tình cảm duy nhất. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất tò mò, lại không tiện hỏi trực tiếp. Đó chính là vì sao vẫn luôn chỉ có Thẩm Vạn Tuyền tiếp xúc với chúng tôi, mà không thấy mẹ của Thẩm Văn Văn. Chẳng lẽ trong nhà này không có người mẹ à? Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, thì đột nhiên dưới chân va phải một vật. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra có cái gì đó để ở dưới giường. Tôi cúi xuống, đưa tay móc vật đó ra xem, phát hiện đó là một hộp giày cũ.